chỗ nào? Dưới Di An. Di An nữa. Em mời Di An mà anh nhớ chỗ nào? À, anh nhớ Tân Đông Hiệp. À, chú nhớ vậy chú? Ngay trước chân tay bên Tân An. Chú gọi Tân An ngay ngay từ Bình Trung ấy, ngay mặt đường ấy. Thì chú nhớ. Chỗ đó à? Rồi trong Tân ấy gần Đông Chiêu. À Đông Chiêu rồi chú. Ô muốn lần chú nào mà chú phải chạy đến đây hả chú? Cơ sở sản xuất chống trường học chống đoàn đội Tiến Duy hôm nay bàn giao chiếc chống trường học bộ chống trường học cho trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn ở thành phố Thủ Đức, phường Bình Chiểu. Các quý thầy quý cô ở thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu sắm sửa chống trường học chống đoàn đội xin liên hệ cơ sở Tiến Duy qua số hotline 0973435444 để được tư vấn và đặt hàng. Một bộ chống trường học bao gồm là một chiếc chống đường kính là 60, dài 90, giá đỡ bằng gỗ. À, trước làm cái tính này đúng không? Dạ, hồi xưa cháu bên cơ sở cháu làm đó chú. Dạ. Khu vực đây cháu làm không à? Chú. Chú làm đây bao lâu rồi chú? Hơn năm nay à? À, hơn năm rồi chú. Dạ. Sao cứ khí giờ không làm nữa hả chú? Thank you.